Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Hoàng Minh Vĩnh Tế. Hôm nay Hoàng Minh xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng với gia đình của Hoàng Minh thư giãn tại quán cà phê Magina ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Và ngay bây giờ xin mời cả nhà cùng đi nhé. Chị con. Ở đây đâu có máy lạnh. Đẩy con hết trơn nè. Làm gì không giữ gì bé Thanh. Bé Thanh uống gì? Uống gì chờ anh đi. Anh làm đẹp quá anh, không chụp hình nè. Giống cái gì à, giống cái trắng anh đi, giống cái gì. Đây có gì kìa? Dạ bên em có sinh tố, soda, nước ép, trà, cà phê, các loại trà. Cái Thành uống gì cơ? Con ăn kem. Con ăn kem. Cho chị có nước dừa không? Dạ bên em có dừa. Có dừa trái không? Dạ có cái dừa. Dừa trái cho ly tẩy ngay. Dạ. Dừa lạnh đó, dừa lạnh đó. Dừa lạnh đó. Dừa tươi mà. À cái gì từ với ai khỏi tẩy với lạnh, uống lạnh nước ngon hơn. Không có nước đá uống nước ngon. Cái gì tẩy với món tố rồi. Có gì cơ. Dạ mấy em có cái nước gừng cốt đào cái nghe không? Dâu. Ủa kìa nè. Ờ. Dạ một gạo, còn một cái kem á. Còn kem gì? Dừa đi ha. Hay em dâu. Dâu. Nè con lỡ đất rồi, con đứng đây mẹ chụp hình Thanh Bích Thanh. Chị em đó ngồi xuống chụp hình đi con. Rồi bé Thanh, bé Thanh, bé Thanh. Chị em như đó luôn kìa. Chị ngã đó con. Bé Thanh làm gì vậy? Đây nè bác Thanh bên đây chụp hình nè con. Đi đây nè con. Bác Thanh. Ra đây nè. Con đứng đây nè. Ở đây nè con. Bác Thanh. Đừng té. Đừng té nghe. Giống con mắt đó mà ơi. Ừ. Giống con mắt. Hello.
Quá giỏi à. Bây giờ mình rất là mệt. Mệt thì uống nước đi. Rất là mệt. Quá là rộng quá ha em. Sân vườn nó như sân vườn mình. Đây nè con. Đó chơi coi, vòng chơi xíu coi. Đi đây nè. Đi với mẹ đừng có chạy, chạy té đó. Chạy dắp té đừng có chạy. Con này rộng quá ha, làm rộng quá ha. Kêu nước rồi đó. Không sao đâu. Không ngồi ngồi trước kìa, ngồi ngoài kìa. Trời ơi. Chơi đó hả? Thank you.
Cho ai tẩy cho.